Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tài khoản Google Meet 250 người dùng nâng trên chính tài khoản cá nhân của bạn. Sau khi được cấp tài khoản, các bạn hãy truy cập vào meet.google.com. Tại giao diện của Google Meet, các bạn cần chú ý một điều quan trọng, đó là chúng ta cần phải đăng nhập đúng tài khoản đã được nâng cấp. Nếu như trường hợp các bạn đang sử dụng nhiều tài khoản Google, thì các bạn sẽ nhìn vào góc trên phía bên tay phải để kiểm tra xem tài khoản của mình đang đăng nhập có đúng là tài khoản đã được nâng cấp Google Meet hay không. Tại đây các bạn có thể nhìn thấy tab thứ hai vừa được mở ra là tab đã được nâng cấp Google Meet, còn tab thứ nhất ban đầu là tab của tài khoản thường. Trước khi bắt đầu cuộc họp, các bạn hãy kiểm tra và đảm bảo chính xác là mình đang đăng nhập đúng tài khoản. Để bắt đầu cuộc họp, các bạn hãy chọn vào cuộc họp Premium 250 người dùng ở phía bên phải màn hình. Khi màn hình chuẩn bị cuộc họp hiện ra, các bạn hãy chọn tham gia để bắt đầu cuộc họp. Với một cuộc họp có bản quyền, các bạn sẽ có nhiều tính năng cao cấp như giơ tay phát biểu hoặc ghi lại màn hình của cuộc họp. Ngoài ra, các bạn cũng có thể truy cập thêm nhiều tính năng khác ở góc dưới phía bên tay phải màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một buổi họp thuận lợi.